Ok, chào mọi người nhá. Hôm nay Shop Panda sẽ lên video nói về cái vấn đề mà con máy hút ẩm Mitsubishi nhé. Em sẽ review một chút về cái hãng máy hút ẩm Mitsubishi. Đây mọi người nhá. Đây là con máy hút ẩm Mitsubishi mà em đang có. Đây là một con đặc trưng của dòng máy hút ẩm Mitsubishi mọi người nhá. Thì đây dòng Mitsubishi thì nhất là cái câu hỏi đầu tiên ấy, nó là máy hút ẩm Mitsubishi thì là của nước nào? Thì Mitsubishi hiện tại bây giờ nhá, kể cả các cái hàng Nhật và các hàng đang có trên các thị trường các nước thì nó đều là Mitsubishi Japan mọi người nhé, nó đều xuất xứ ở Nhật Bản hết. Đấy, thế nên là đây là sản phẩm của Nhật Bản. Cái thứ hai là máy hút ẩm Mitsubishi thì có tính năng gì nổi bật? Thì máy hút ẩm Mitsubishi rất nhiều tính năng nổi bật mọi người nhé. Thứ nhất là nó là dòng gần như là dòng bây giờ là dòng ở trên thị trường ấy, thì đây là dòng duy nhất mà hiện tại đang còn nó sẽ có cái màn hình hiển thị. Đa số các dòng máy hút, tất nhiên là có con không mọi người, nhưng mà đa số là cái hiển thị cái độ ẩm ấy của Mitsubishi ấy, thì thằng Mitsubishi hút ẩm thì thằng Mitsubishi là thằng mà hoàn thiện nhất. Thường thường nó sẽ có một cái màn hình LED ở trên này, ở trên mặt này, ở trên mặt này, và khi mà các bạn bật máy lên ấy, cắm máy lên ấy, là nó sẽ hiển thị luôn cái độ ẩm ở đây, mọi người nhé, đây trên này này. Đấy, và cái độ ẩm ở chỗ này thì và có, thường thường cái ẩm như máy hút ẩm Mitsubishi ấy, thì có thể đặt được cả độ ẩm. Thường thường là từ 50, 60, 50, 55, 60, 65 và 70. Đấy, và có cái cả chế độ auto và sấy các thứ với mọi người nhé, đa số như thế. Tiếp theo là máy hút ẩm Mitsubishi thì có ổn không, thì nói thẳng mình về nói luôn với các bác là máy hút ẩm Mitsubishi ấy, là một trong những cái hãng hút ẩm mà nó chạy êm nhất. Đấy, nó là trên thị trường bây giờ thì máy hút ẩm Mitsubishi vẫn là sự lựa chọn hàng đầu nếu mà các bác mà chọn về liên quan đến độ ồn ấy. Thì thằng máy hút ẩm Mitsubishi là hãng máy hút ẩm mà có độ ồn thấp nhất. Đấy, thế nên là dòng này là cực kỳ êm mọi người nhá. Mà em các máy hút ẩm Mitsubishi bán rất nhiều cho các cái phòng như là phòng ngủ này, phòng chơi âm thanh này, rất nhiều phòng khác nhau nhá. Nó chuyên thì nếu mà nói độ ồn thì máy hút ẩm Mitsubishi là thằng ok nhất cho các trên thị trường bây giờ. Thì có nên mua máy hút ẩm Mitsubishi không? Thì máy hút ẩm Mitsubishi tất nhiên là nếu có điều kiện kinh tế thì mọi người nên mua. Thì máy hút ẩm Mitsubishi đấy, mình vừa nói ở trên là tính năng nổi bật của nó là các cái thông số hiển thị này, khả năng hút ẩm rất là khỏe này. Cái thứ hai là nó độ ồn nó rất là thấp. Đấy. Thì máy hút ẩm Mitsubishi là một trong những cái hãng mà các bác nên mua nếu như có điều kiện. Thực ra thì máy hút ẩm Mitsubishi thì nó lại đến cái ý tiếp theo là máy hút ẩm Mitsubishi thì có cái giá khá là cao. Nếu mà các bác tham khảo giá thị trường bây giờ thì máy hút ẩm Mitsubishi hiện tại bây giờ đang giá nó rơi vào tầm từ nếu mà hàng mới ấy, mình chưa nói Nhật bãi cũng rất nhiều giá. Hàng mới nếu bây giờ có rẻ thì các bác cũng mua phải tầm 12 triệu với một con 14 lít mà tầm tương đương như con này này. Thì thị trường hàng mới tinh thì tầm 12 triệu cho đến hàng to hơn thì mà rơi vào tầm 12 triệu cho đến 18 triệu gì đó. Nếu mà hàng mới nhé mọi người nhé. Đấy. Thì nói chung là máy hút ẩm Mitsubishi là một trong những cái máy, một cái hãng máy trong phân khúc máy hút ẩm là tương đối là ok. Tất nhiên là giá thành nó mắc hơn một chút. Hàng Nhật bãi thì các bác có thể tham khảo thêm, nhưng mà thực ra hàng Nhật bãi thì có giá nó sẽ mềm hơn đấy, và sẽ là sự lựa chọn là khá thông minh đấy cho mọi người. Ok, thế thì trong cái video này mình đã giải thích cho các bác về review một chút, qua một chút nhanh về cái vấn đề của cái con máy hút ẩm Mitsubishi. Đó, nó là một con máy khá là ok, đúng không ạ?